Đầu gót Thanh Luận xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 30 tháng 1 2019. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị bộ trường kỷ độc tích Tam Quốc bằng gỗ Vũ Tao Quảng Bình, gồm có 6 món, gồm 3 món hàng chọn vân VIP Vũ Tao Quảng Bình. Và bộ này chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần ngoánh dây giáp, và bộ này cũng đã có chủ nhân, đó chính là chú Quang, chú đến từ xã Đồng Trăm, huyện Đông Xuân, xã Đông Xuân, thôn Đồng Trăm, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Và chú là và gia đình là lấy mộc bộ ghế này, chúng tôi là mài giấy giáp sạch sẽ và kỹ lưỡng rồi, và chuẩn bị giao mộc cho gia đình nhà chú Quang, chú đến từ xã Đồng Trăm, thôn Đồng Trăm, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Chú Quang ở thôn Đồng Trăm, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Bộ trường kỷ độc tích Tam Quốc bằng gỗ Vũ Tao Quảng Bình gồm có 3 món được chọn vân VIP đẳng cấp và hàng thượng. Được đầu gỗ thành luôn tôi là máy giáp sạch sẽ và chuẩn bị bàn giao cho mình nhà chú. Đó, rất đẹp. Quý vị đang thấy trên mình đây. Chú khách nào có nhu cầu muốn sở hữu các sản phẩm tương tự thì liên hệ với thành luôn chúng tôi để được sở hữu. Video quý vị đang xem chúng tôi quay tại showroom của đồ gỗ Thành Luân nằm tại làng nghề mộc thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và trên màn hình quý vị đang thấy đây là chiếc xe tôi cũng chuẩn bị lăn bánh đi Bình Lục, Hà Nam chở một bộ nội thất phòng khách và gỗ mun. Và thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn gia đình nhà chú Quang, chú ở thôn Đồng Trăm, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đã tin tưởng đặt hàng và mua hàng của đồ gỗ Thành Luân. Và chúng tôi xin kính chúc gia đình và các khách hàng ở trên mọi miền tổ quốc và như là chú Quang nói riêng có một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Và Thành Luân xin được tạm dừng video clip tại đây. Cách cũng đừng quên đăng ký kênh của Thành Luân để liên tục được xem các sản phẩm mà chúng tôi cập nhật hàng ngày. Và Thành Luân xin chào, hẹn gặp lại khách trong những video clip sau.